Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn hai cái món ăn chay thanh đạm, đó là đậu que xào và đậu hũ kho sả ớt. Thì hai cái món này làm nhanh gọn lẹ và ăn với cơm rất là ngon miệng. Thì đây mình dùng 5 miếng đậu hũ và thêm một ít ớt, sả và hành. Và đây là nửa ký đậu que. Thì nguyên liệu khá là đơn giản và dễ tìm. Thì mời cô chú anh chị và các bạn vào bếp và cùng làm nha. Sả thì mình dùng 4 cái cây sả, hơi to một tí xíu ha. Đây mình dùng 2 quả ớt sừng. Ớt ở đây thì em dùng ớt sừng chín ít cây. Các anh chị nào mà ăn cây được đó thì làm thêm vài quả kiểm nha. Đậu que thì mình dùng nửa ký, mua về rửa sạch và mình tước cái chỉ đi bỏ đi nè. Thì cái đậu này nó non nên mình tước không có thấy chỉ đó. Rồi mà để xào cái đậu que này nhanh hơn thì các anh chị có thể là chẻ song song theo cái lằn chỉ nè. Mình chẻ song song chứ đừng chẻ ngay lằn chỉ, nó sẽ bị rớt cái hạt ra ngoài đó. Và để cho giòn hơn thì các anh chị chẻ nó xéo như vậy nè. Hành bơ rô này mình dùng một ít, mình bằm nhuyễn để mình ướp đậu hũ cho nó thơm nha. Đậu hũ thì mình dùng 5 miếng. Đây mình dùng đậu hũ chiên sẵn rồi. Các anh chị mà muốn ngon hơn, các anh chị mua cái đậu hũ trắng về rồi các anh chị chiên lên thì khi mình kho nó sẽ ngon hơn cái đậu hũ người ta chiên sẵn nha. Mình dùng 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh nước mắm chay. Thì ăn chay các anh chị sử dụng toàn bộ gia vị chay giùm em nha. Và thêm 1 muỗng canh nước tương. Mình trộn gia vị với đậu hũ để cho đậu hũ nó thấm ngấm nó ngon hơn đó. Thì các anh chị nào mà có thời gian thì để đây mình ướp. Còn như mình thì mình kho luôn. Rồi mình dùng khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu đã nóng rồi thì mình cho sả ớt nè. Mình vào mình xào cho nó thơm lên ha. Xào cho sả ớt này nó thơm lên, hãy ướp gia vị vào ha. Đừng cứ ướp gia vị vào sớm, sả ớt nó bị mềm đó. Sau khi sả ớt vàng thơm rồi, các anh chị mới cho gia vị vào nha. 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Một tí xíu bột ngọt cho nó điều vị thôi, đừng có dùng bột ngọt nhiều. Nửa muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm là nước mắm chay, hạt nêm cũng hạt nêm chay luôn các anh chị nha. Gia vị đã tan rồi thì mình tắt bếp. Mình dùng 1 muỗng canh đường. Đường đây mình thắng nước màu đó. Thì cách thắng nước màu để dành ăn mình cũng có thể chia sẻ trong cái kênh rồi. Cách thắng bằng đường nước dừa tươi rất là ngon mà lại nhanh. Các anh chị có thể vào kênh xem thêm nha. Đường bắt đầu nó lên bọt nha. Lên bọt nhiều, nó sôi sôi đó. Mình tắt bếp nha. Bắt bếp mình khuấy đều. Rồi mình cho nước vào. Nước thì mình cho khoảng 2 muỗng canh. Khuấy đều lên xong rồi thì mình bật bếp trở lại. Và mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa là được nha. Rồi như vậy được nè, mình tắt bếp nha.
Đó, như vậy rất là nhanh luôn. Chỉ khoảng 1 phút hơn thôi là các anh chị đã có cái nước màu vừa ngon và đẹp và nó thơm nữa. À, mình dùng 1 muỗng canh dầu ăn. Hành bơ rô đã thơm rồi, thì mình cho đậu hũ và mình xào nè. Đậu hũ đã xào thơm rồi thì mình cho nước vào nha. Nước thì mình dùng nửa chén nước. Rồi tiếp tục mình lấy cái nước màu ra. Nước màu nãy mình thắng rồi đó. Mình cho vào trong này luôn nha. Cho nước màu vào rồi thì các anh chị kho cho nước nó rút bớt nha. Và cho gia vị thấm vào trong đậu hũ đó. Rồi bây giờ em xào đậu que nè. Cho ít hành vào trong dầu ha. Dầu thì dùng khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Hành đã thơm rồi thì các anh chị mở lửa lớn lên giùm em thật lớn luôn ha. Mình cho đậu que và mình xào. Đậy nắp lại tầm khoảng 1 đến 2 phút thôi. Mình đừng có xào nhiều, cái đậu nó bị đen. Mình chịu khó mình lật qua gì nè. Thì các anh chị nào biết lắc chảo thì lắc chảo cho đậu nó xanh, đẹp. Còn không biết như em thì cứ chỉ làm như vậy. Rồi mình đã cho vào trong này là 1 phần 3 chén nước rồi đó. Sau 1-2 phút thì anh chị mở nắp ra. Và tiếp tục mình lật đậu nha. Thì mình không biết lắc chảo thì mình chỉ khó lật đậu giùm em nha. Rồi mình nêm gia vị vào luôn. 1/4 muỗng cà phê muối. 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Và 1/4 muỗng cà phê đường luôn. Và 2 muỗng cà phê dầu hào. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình trộn đều lên một tí xíu rồi mình để yên cho cái nước này nó ngấm vào trong cái đậu. Rồi trong khi chờ đợi cái nước ngấm vào trong cái đậu thì mình quay qua mình xem cái nồi đậu hũ nha. Đậu hũ nó gần cạn nước rồi nè, nước nó sánh lại như vậy rồi. Thì mình hãy cho cái sả ớt này vào. Thì cái nước gần cạn mình cho vào để cho cái sả ớt mình được giòn ngon hơn đó. Đó, mình thấy cái nước bắt đầu nó rút cạn rồi nè. Có sả vào nó nhanh rút lắm. Nó cạn rồi nè. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn. Và mình qua mình tắt bếp cái nồi đậu que luôn nha. Đó, đậu que nó cũng chín rồi nè các anh chị. Chín và cạn nước rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp. Thì đậu que này các anh chị xào chỉ trong vòng 5 phút thôi các anh chị nha. Đậu hũ kho xong rồi nè các anh chị ơi. Đó, cái món này thơm đặc trưng của mùi sả, ớt. Đó, khi mình vẽ cái miếng đậu hũ mà cảm giác nó mềm mại. Thì khi mình chọn đậu hũ đó, thì khi đậu hũ người ta chiên xong rồi mà các anh chị thấy mớp méo á, thì các anh chị mua cái đậu hũ đó ăn rất là mềm. Cái đậu hũ nó rất là thấm ngấm và sả ớt nó thơm nó quyện vào trong đậu hũ này ăn rất là ngon luôn. Và mình ăn thử cái đậu que này luôn nha. Đậu que mình xào với thời gian ngắn và lửa lớn thì cái đậu nó xanh, nó giòn. Và khi mình ăn vào thì nó cảm giác nó hơi nhạt một tí đó. Mình ăn với đậu hũ thì nó vừa hơn. Các anh chị hãy làm thử nha. Vì trong vòng 20 phút thì các anh chị đã có bữa cơm chay cho gia đình, ăn vừa thanh đạm và lại tốt sức khỏe nữa.
và để xem thêm nhiều món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn, thì các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký và nhớ và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình đăng video mới nha. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau nha.